佛教智慧故事，lòng từ bi chiêu cảm của hầu vương. Truyền thuyết kể rằng cách đây rất lâu, dưới chân núi tuyết có một khu rừng tài nguyên phong phú. Trong rừng có một bầy khỉ sống rất vui vẻ. Có một ngày, vua khỉ phát hiện ra một cái cây rất kỳ lạ. Cành lá xum xuê, quả trên cây nhiều vô số, mùi vị thì thơm ngon. Vua khỉ không hưởng thụ một mình, mà thông báo cho tất cả bầy khỉ cùng biết, cùng nhau tụ tập hái trái cây. Ôi đẹp quá à. Đây nhất định là quả tiên ở trên trời đã rơi xuống nhân gian chúng ta. Các em nhỏ, các người có muốn thưởng thức mùi vị của quả tiên không? Muốn. Vậy thì còn đợi gì nữa? Mọi người dừng lại một chút. Hả? Sao thế đại dương? Chúng ta hãy hái quả tiên trên cây trước để cho nó khỏi rơi xuống sông bị nước cuốn trôi. Tuân lệnh. Quả tiên đều bị lũ khỉ hái hết rồi, làm sao bây giờ? Đi theo ta. Yeah. Thơm quá. Thật là bất khả tư nghị, từ đâu mà ái phi tìm thấy quả tươi này vậy? Trong lúc thần thiếp đang tắm đã nhìn thấy quả này trôi từ thượng nguồn xuống. Hả? Nói như vậy, trên thượng nguồn nhất định có cây này. Nếu như tìm được cây của loại quả này thì có thể có quả tươi ăn mãi không hết rồi. Lập tức triệu tập binh mã, theo bổn vương lên thượng nguồn tìm cây này. Tuân lệnh. Đại dương nhìn thêm cái cây ở đằng kia. Mấy con khỉ này ở đâu ra, dám cản trở đường đi của bổn vương? Quả tiên là của chúng tôi, không thể cho các người được. Con khỉ to gan kia, sao dám vô lễ với quốc vương? Tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả các người, đều thuộc quyền sở hữu của quốc vương. Ai là quốc vương? Chúng tôi chỉ nghe lời của đại dương thôi. Bắn hạ bọn chúng đi. Bắn tên. Bọn họ là ai vậy? Là người muốn cướp quả tiên. Các con mau qua đây. Đạp lên người ta, leo lên trên đi. Đại dương ngài. Còn do dự gì nữa, mau lên. Hãy mau bắn con khỉ làm dây leo cho ta, đừng để chúng nó chạy thoát. Đừng lo cho ta, mau chạy đi. Con khỉ đó tội nghiệp quá, xin ngài hãy tha cho nó. Dừng lại. Tuân lệnh. Lấy tên ra đây. Đại dương ngài. Xin ngài hãy tha cho đồng bọn của tôi. Đồng bọn của tôi? Yên tâm đi, quốc vương đã tha cho bọn chúng rồi. Hả? Đa tạ. Ngươi không màng an nguy của bản thân, xả thân cứu đồng bọn. Lỡ như nhà ngươi chết đi thì còn ý nghĩa gì nữa? Đồng bọn của tôi có thể sống thì đó chính là lợi ích mà tôi có được. Cho dù tôi có bị mất tay mất chân, tôi cũng không mảy may hối hận. Cho dù vì đó mà chết thì cũng là cái chết có giá trị. Đây không phải là việc mà người thường có thể làm được. Tôi không màng an nguy của bản thân để cứu lấy sinh mệnh của người khác là bởi vì tôi biết được, nếu con người mà không có lòng từ bi thì không thể nào cảm nhận được niềm vui thật sự. Người không có lòng từ bi thì không thể nào có được công đức an lạc. Họ chỉ có thể có được
được kết quả trái ngược của an lạc. Vậy bổn vương phải làm thế nào mới có thể hưởng được quả báo vui vẻ và hạnh phúc? Ông thân là vua của một nước, đối với thần dân trong nước, từ quyến thuộc cho đến những người không thân không thích, phải chăm sóc cho họ giống như tình thương của cha đối với con trẻ. Kể từ đó, quốc vương dùng đức để trị dân, tích lũy phúc đức, để đời này và đời sau đều có thể hưởng được quả báo của vui vẻ và hạnh phúc. Thế Tôn trong đời quá khứ đã hành Bồ Tát Đạo, phát nguyện rộng lớn cứu độ chúng sinh. Câu chuyện này ngoài việc biểu hiện trí tuệ thông minh xuất chúng của vua khỉ, quan trọng nhất chính là biểu dương lòng từ bi xả thân để cứu mọi người, cũng để quốc vương hiểu được sức mạnh của người lãnh đạo không phải đến từ sự ngạo mạn, tự lợi hoặc tự mình hưởng thụ, mà đến từ lòng từ bi và vô ngã. Trong kinh điển nhà Phật có rất nhiều cuộc đối thoại giữa Thế Tôn và quốc vương, chính là giống như vua khỉ và quốc vương dùng hành động để thể hiện tinh thần từ bi. Nhưng lời giáo huấn của Thế Tôn đối với quốc vương cũng không ngoài việc từ bi và hành thiện. No.